Vũ trụ bao la rộng lớn thì ai cũng biết, nhưng nó rộng lớn như thế nào? Đó có lẽ vẫn là một câu hỏi lớn và căn bản của các nhà vật lý thiên văn. Từ thời xa xưa ở Trung Hoa cổ đại, nhà triết học Lão Tử đã cho rằng vũ trụ là một tồn tại vô thủy, vô chung, vô cùng, vô tận. Nhưng đến thế kỷ 20, với sự phát triển của kiến thức vật lý vi mô và vật lý thiên văn, cho phép một học thuyết mới được ra đời, cho rằng vũ trụ có một điểm khởi đầu để hình thành, đó là vụ nổ lớn Big Bang. Với lý thuyết vụ nổ lớn được phần đa các nhà khoa học trên thế giới chấp nhận, nhưng nếu theo lý thuyết này thì vũ trụ của chúng ta sẽ rộng lớn như thế nào? Xin mời các bạn hãy cùng đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để luôn đồng hành cùng Tốt Thú Vị nhé. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá. Để cho các bạn dễ hình dung về độ lớn của vũ trụ, chúng ta hãy bắt đầu đi từ trái đất thân yêu của ta. Như các bạn đã biết, trái đất của chúng ta có đường kính tại xích đạo vào khoảng 12.756 km. Và nếu bạn có ý tưởng đi bộ xung quanh trái đất với vận tốc trung bình khoảng 7 km/h và bạn đi 15 giờ mỗi ngày, thì bạn sẽ mất khoảng 381 ngày liên tục để đi được một vòng quanh trái đất. Qua đây bạn có thể thấy trái đất của chúng ta thật rộng lớn đúng không nào? Nhưng nó chưa là gì so với vũ trụ bao la ngoài kia. Khi chúng ta rời khỏi trái đất thì chúng ta sẽ thấy trái đất quả thực rất nhỏ bé. Ví dụ bạn muốn đi đến một thiên thể gần trái đất nhất, đó là mặt trăng. Nó cách trái đất khoảng 384.400 km, gấp khoảng 30 lần đường kính của trái đất. Đương nhiên nếu bạn muốn đến mặt trăng, bạn không thể đi bộ. Bạn cần có một tên lửa đẩy với vận tốc tối thiểu khoảng 7,9 km/giây để thoát khỏi lực hấp dẫn của trái đất. Nếu bạn bay theo một đường thẳng, theo lý thuyết với vận tốc 7,9 km/giây, bạn chỉ mất khoảng 13,5 giờ để đến được mặt trăng. Nhưng tất nhiên các tàu vũ trụ đều không làm được như vậy. Để tiếp cận được mặt trăng, tàu vũ trụ cần vài ngày mới bay đến được. Và khi bạn đến mặt trăng, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy trái đất của chúng ta rất nhỏ bé so với khoảng cách đến mặt trăng. Đi xa hơn mặt trăng, chúng ta đến với mặt trời, ngôi sao duy nhất trong Thái Dương hệ. Nếu bạn vẫn muốn du hành đến mặt trời bằng một tên lửa đẩy như cách mà bạn đến mặt trăng, bạn sẽ phải bay không ngừng nghỉ trong 220 ngày liên tục mới đến được mặt trời. Bởi vì khoảng cách từ trái đất đến mặt trời xấp xỉ 150 triệu km. Nếu so sánh khoảng cách này với trái đất, thì trái đất của chúng ta thật sự rất nhỏ bé. Nhưng khoảng cách đến mặt trời vẫn chưa là gì so với khoảng cách của hành tinh xa nhất trong hệ mặt trời, đó là Hải Vương Tinh. Nó cách mặt trời khoảng 4,5 tỷ km. Nếu bạn vẫn muốn sử dụng một tên lửa với vận tốc 7,9 km/giây, bạn cần khoảng hơn 17 năm bay không ngừng nghỉ mới đến được Hải Vương Tinh. Và khi đến Hải Vương Tinh, có lẽ bạn sẽ bắt đầu cảm thấy choáng ngợp với sự rộng lớn của vũ trụ. Và lúc này, có lẽ chúng ta cần một phương tiện để di chuyển nhanh hơn. Đây là con tàu vũ trụ Tốt Thú Vị. Nó sẽ đưa các bạn đến những nơi xa nhất của vũ trụ. Đương nhiên, nó được trang bị công nghệ của tương lai. Nó bay với vận tốc tương đương ánh sáng, tức khoảng 300.000 km/giây. Nếu bạn sử dụng nó để bay tới Hải Vương Tinh, thay vì mất hơn 17 năm như khi sử dụng tên lửa đẩy, bạn chỉ mất khoảng hơn 4 giờ là đã đến được Hải Vương Tinh rồi đấy. Lúc này chắc bạn đang mừng thầm vì mình đã có một phương tiện di chuyển rất nhanh rồi đúng không? Nhưng bạn đừng vội mừng, chúng ta hãy sử dụng vận tốc ánh sáng của tàu Tốt Thú Vị di chuyển đến người hàng xóm gần mặt trời nhất xem sao nhé. Kia rồi, đó là hệ sao Alpha Centauri, hệ sao gần trái đất nhất. Để di chuyển đến đây bằng vận tốc ánh sáng, bạn sẽ phải bay không ngừng nghỉ trong khoảng 4,37 năm. Tức bạn cần di chuyển một quãng đường dài 41.515 tỷ km. Với khoảng cách này, nếu so sánh với đường kính của trái đất, nó gấp khoảng 4 tỷ lần. Lúc này bạn bắt đầu choáng ngợp với sự rộng lớn của vũ trụ. Nhưng với khoảng cách của ngôi sao hàng xóm đó chưa là gì so với độ lớn của thiên hà Milky Way. Như các bạn đã biết,
Mặt trời của chúng ta là một trong hơn 200 tỷ ngôi sao nằm trong thiên hà Milky Way và nó có đường kính khoảng 120.000 năm ánh sáng. Tức nếu bạn muốn di chuyển qua thiên hà bằng vận tốc ánh sáng, bạn sẽ phải mất 120.000 năm. Điều này có nghĩa, kể cả bạn có tàu vũ trụ đi với tốc độ ánh sáng, thì bạn di chuyển liên tục 1.000 đời con cháu của bạn cũng không thể đi qua được thiên hà. Liệu đây có phải là độ lớn của vũ trụ hay không? Chắc chắn câu trả lời là không rồi. Đây chỉ là kích thước thiên hà Milky Way của chúng ta mà thôi. Bên ngoài vũ trụ bao la kia còn rất nhiều những khu vực khác. Đi qua thiên hà Milky Way, chúng ta đến một thiên hà hàng xóm gần nhất, đó là thiên hà tiên nữ Andromeda. Theo các nhà khoa học, khoảng cách đến thiên hà tiên nữ là khoảng 2,5 triệu năm ánh sáng, tức tàu vũ trụ của chúng ta phải bay không ngừng nghỉ trong 2,5 triệu năm mới đến được thiên hà hàng xóm gần chúng ta nhất. Nếu bạn muốn tính ra km, hãy lấy con số 2,5 triệu nhân với 9.500 tỷ sẽ ra khoảng cách tính bằng km nhé. Nếu bạn là người giỏi tính toán, hãy để lại bình luận của mình phía bên dưới video về khoảng cách đến thiên hà hàng xóm Andromeda nhé. Khi đến thiên hà tiên nữ, chắc hẳn nhiều bạn sẽ hoa mắt chóng mặt vì khoảng cách cực xa của nó. Nhưng các bạn biết không, chúng ta mới đi được một quãng đường rất nhỏ so với vũ trụ bao la. Bởi vì theo tính toán của các nhà khoa học, vũ trụ có thể tồn tại đến hàng trăm tỷ thiên hà, tương tự thiên hà Milky Way của chúng ta. Một không gian có lẽ đến những bộ óc thiên tài của nhân loại như Albert Einstein hay Stephen Hawking cũng không thể tưởng tượng ra nổi. Kia rồi, một thiên hà xa xôi nằm trong chòm sao Đại Hùng. Nó được đặt tên là Z11. Đây là một trong những thiên hà có độ dịch chuyển đỏ lớn nhất từng được phát hiện. Với độ dịch chuyển đỏ là 11,1, tương đương với khoảng cách đồng chuyển động là 32 tỷ năm ánh sáng. Tức thiên hà này cách trái đất khoảng 32 tỷ năm ánh sáng. Và đương nhiên, đó vẫn chưa phải là khoảng cách lớn nhất của vũ trụ. Các nhà khoa học cho rằng, vũ trụ bao gồm tất cả vật chất, năng lượng và không gian hiện có. Còn về kích thước thực tế của nó thì chưa được xác định một cách rõ ràng. Nhưng những gì chúng ta có thể quan sát thấy, nó có đường kính vào khoảng 93 tỷ năm ánh sáng. Đây được gọi là vũ trụ khả kiến, tức vũ trụ mà chúng ta có thể quan sát thấy. Vậy câu hỏi thường được đặt ra là, ngoài khoảng không gian 93 tỷ năm ánh sáng đó là gì? Với câu hỏi này, thật sự đã làm khó các nhà khoa học. Đến bản thân họ cũng không thể hình dung ra ngoài khoảng không gian đó là gì. Vậy quay trở lại câu hỏi ban đầu, vũ trụ rộng lớn như thế nào? Chắc chắn tính đến thời điểm hiện tại, chưa ai có thể trả lời chắc chắn được. Chúng ta bị giới hạn bởi vũ trụ khả kiến, với đường kính khoảng 93 tỷ năm ánh sáng. Khi nhắc đến vũ trụ khả kiến, nhiều bạn sẽ có thắc mắc rằng, tại sao tuổi của vũ trụ là 13,8 tỷ năm mà định nghĩa kích thước vũ trụ khả kiến là 93 tỷ năm khi vũ trụ được khởi đầu bằng vụ nổ Big Bang? Vì nếu điều này xảy ra thì có nghĩa việc hai thiên hà có thể rời xa nhau một khoảng bằng 93 tỷ năm ánh sáng chỉ sau 13,8 tỷ năm. Đây dường như là một nghịch lý. Theo thuyết tương đối hẹp của Einstein cho rằng, không một đối tượng vật chất nào có thể được gia tốc để chuyển động vượt quá vận tốc ánh sáng. Nếu vũ trụ vận hành theo thuyết tương đối hẹp thì đây chắc chắn là một điều không thể. Tuy nhiên, theo thuyết tương đối rộng của ông lại chỉ ra rằng không gian có thể giãn nở mà không gặp phải một giới hạn nội tại nào về tốc độ. Và như vậy, hai thiên hà có thể rời xa nhau nhanh hơn tốc độ ánh sáng khi không gian giữa chúng bị giãn ra. Và đây là lý do giải thích tại sao các thiên hà có thể rời xa nhau nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Nguyên nhân gây ra sự việc này là sự giãn nở của vũ trụ. Cho đến nay, do giới hạn của vận tốc truyền ánh sáng mà chúng ta chỉ có thể quan sát một phần nhỏ của vũ trụ, được gọi là vũ trụ khả kiến hay vũ trụ quan sát được. Đa số các nhà thiên văn dùng từ vũ trụ hàm ý nói đến vũ trụ khả kiến. Vì không thể quan sát được không gian bên ngoài nên chúng ta cũng không thể nào khẳng định được rằng vũ trụ là vô hạn hay hữu hạn, bởi vì cả hai khả năng này đều có thể xảy ra. Hy vọng rằng trong một tương lai không xa, các nhà khoa học sẽ trả lời được câu hỏi vũ trụ rộng lớn như thế nào để chúng ta có thể hình dung chính xác nhất
về vũ trụ mà chúng ta đang sinh sống. Mặt trời là ngôi sao duy nhất trong Thái Dương hệ, là nguồn năng lượng sưởi ấm cho các hành tinh, trong đó có trái đất của chúng ta. Đây là một khối cầu plasma khổng lồ, được đốt nóng đến phát sáng nhờ các phản ứng tổng hợp hạt nhân ở trong lõi. Theo tính toán, mỗi một giây, mặt trời hợp nhất khoảng 600 triệu tấn hydro thành 596 triệu tấn heli, tức nó chuyển đổi khoảng 4 triệu tấn vật chất thành năng lượng mỗi giây. Nguồn bức xạ năng lượng khổng lồ này trở thành nguồn ánh sáng và nhiệt tỏa đi khắp Thái Dương hệ. Ngoài bức xạ nhiệt và ánh sáng, mặt trời luôn luôn phun ra một lớp các hạt điện tích gọi là gió mặt trời. Khi các hạt điện từ đến trái đất, phần lớn chúng bị lá chắn vô hình của trái đất chặn lại. Đó là lá chắn từ trường của trái đất. Khi các hạt điện tích từ mặt trời đi vào khu vực từ trường trái đất, chúng sẽ bay trượt về phía các cực, gây ra những hiện tượng cực quang tuyệt đẹp mà chúng ta thường thấy. Chính bởi vậy, nhờ lá chắn từ trường của trái đất nên dường như các cơn gió mặt trời thông thường bị chặn lại, không gây ảnh hưởng đến các thiết bị điện tử trên trái đất. Nhưng khi mặt trời trỗi dậy, nó phát ra những cơn gió mặt trời lớn và mạnh hơn, được gọi là bão mặt trời. Nó thường xuất hiện trong những đợt bùng phát dữ dội của mặt trời. Ở trên bề mặt của mặt trời, mỗi khi xảy ra sự chênh lệch về nhiệt độ xung quanh một khu vực, mặt trời sẽ xuất hiện những vết đen. Chính những khu vực vết đen này là nguồn gốc cho những trận bùng phát từ trường mạnh mẽ, tạo ra những vụ nổ lớn trên bề mặt trong khoảng thời gian ngắn. Có thể chúng chỉ kéo dài vài phút, nhưng vật chất ở khu vực này bị đốt nóng đến hàng triệu độ C, giải phóng một lượng lớn các hạt từ tính vào không gian, tạo ra các cơn bão mặt trời. Khi đó, nó bắt đầu di chuyển trong không gian, tấn công trực tiếp trái đất. Và đương nhiên, các cơn bão mặt trời có cường độ mạnh, chúng có thể xuyên thủng lá chắn từ trường của trái đất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống trên bề mặt. Trong hội nghị truyền thông dữ liệu SIGCOM 2021 diễn ra cuối tháng 8 tại Mỹ, các nhà nghiên cứu đến từ Đại học California đã cảnh báo cơn bão mặt trời tiếp theo có thể đến bất cứ khi nào. Nó sẽ gây ra tình trạng mất Internet trên toàn thế giới và tình trạng đó có thể kéo dài trong suốt vài tháng. Các nhà nghiên cứu cho biết, một cơn bão mặt trời nghiêm trọng có thể đẩy thế giới vào một ngày tận thế Internet, khiến nhiều người trong xã hội mất Internet trong nhiều tuần hoặc vài tháng tại một thời điểm. Họ ví điều đó như đại dịch đến bất ngờ mà nhân loại chưa có sự chuẩn bị sẵn sàng. Chính sự bất ngờ đó có thể khiến chúng ta không kịp trở tay. Trên thực tế, các cơn bão mặt trời cực đoan như vậy tương đối hiếm. Các nhà khoa học ước tính, xác suất của những cơn bão mặt trời cực đoan tác động trực tiếp đến trái đất dao động trong khoảng từ 1,6 đến 12% trong mỗi thập kỷ. Điều này cho thấy, con người thật khó để dự đoán khi nào bão mặt trời xuất hiện. Do đó, việc ứng phó càng trở nên khó khăn hơn. Cơn bão mặt trời gần đây nhất xuất hiện vào năm 2014, tuy nhiên sức tàn phá của nó không nghiêm trọng. Trong lịch sử, chỉ có hai cơn bão mặt trời lớn được ghi nhận. Một cơn bão xuất hiện vào năm 1859 và một cơn bão xuất hiện vào năm 1921. Trong đó, cơn bão năm 1859 được coi là mạnh nhất từng được ghi nhận trong lịch sử. Nó còn được gọi là sự kiện Carrington. Đây là trận bão mặt trời được ghi chép lần đầu tiên trên thế giới và cũng là trận bão mặt trời được ghi nhận lớn nhất trong suốt 500 năm qua. Khi đó, lá chắn từ quyền của trái đất đã bị đánh bại, khiến cơn bão mặt trời ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống trên trái đất. Theo ghi nhận tại thời điểm đó, hệ thống điện tín tại châu Âu và Bắc Mỹ sập hoàn toàn. Những thiết bị điện đã phóng ra các tia lửa điện, khiến nhiều người vận hành bị giật. Không những vậy, la bàn trên khắp thế giới tại thời điểm đó được cho là bị ngưng hoạt động. Dường như cơn bão mặt trời khi đó đã khiến công nghệ của những năm 1859 bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Kể từ đó, nền văn minh của loài người đã trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào Internet toàn cầu. Chúng ta đã xây dựng những hệ thống cáp, hệ thống vệ tinh giúp con người kết nối được với nhau.
Nhưng cho đến nay, hạ tầng công nghệ của chúng ta chưa một lần phải hứng chịu tác động của những cơn bão mặt trời lớn, do đó việc dự đoán thiệt hại xảy ra là rất khó khăn. Điều dễ thấy nhất là nó có thể làm gián đoạn Internet trong thời gian dài. Nhưng rất may mắn, các kết nối Internet cục bộ và khu vực có nguy cơ bị hỏng thấp bởi vì bản thân cáp quang không bị ảnh hưởng bởi dòng điện cảm ứng từ. Tuy nhiên, những sợi cáp Internet dài dưới đáy biển kết nối các lục địa lại là một câu chuyện khác. Các loại cáp này được trang bị bộ lập để tăng tín hiệu quang học. Chúng cách nhau khoảng 50 đến 150 km. Những bộ lập này rất dễ ảnh hưởng bởi dòng điện từ. Toàn bộ dây cáp có thể trở nên vô dụng nếu gặp một cơn bão mặt trời lớn. Nếu số cáp ngầm dưới biển bị hỏng ở một khu vực nào đó, thì các lục địa có thể bị gián đoạn thông tin với nhau. Hơn nữa, các quốc gia ở vĩ độ cao, chẳng hạn như Mỹ hoặc Anh, dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết mặt trời hơn các quốc gia ở vĩ độ thấp. Trong trường hợp xảy ra một cơn bão mặt trời thảm khốc, những quốc gia ở vĩ độ cao sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên. Nếu điều đó xảy ra, thật khó có thể dự đoán con người sẽ khắc phục sự cố hạ tầng dưới nước trong bao lâu. Do đó, việc dự đoán tình trạng mất Internet kéo dài vài tuần hoặc vài tháng là có cơ sở. Tất nhiên, với cuộc sống hiện tại, chúng ta đang phụ thuộc rất nhiều vào kết nối Internet toàn cầu. Nếu việc gián đoạn xảy ra trong một thời gian dài, hàng triệu người có thể mất kế sinh nhai. Ngoài ra, nó tác động không hề nhỏ đến nền kinh tế toàn cầu. Theo dự báo, chỉ tính riêng nước Mỹ, nếu Internet bị gián đoạn trong một ngày, nó có thể gây thiệt hại lên tới 7 tỷ đô. Còn nếu tình trạng bị kéo dài trong một tháng, con số thiệt hại có thể nhân gấp nhiều lần. Bạn hãy thử tưởng tượng, nếu sự gián đoạn đó xảy ra ở một châu lục hoặc toàn cầu, thì thiệt hại về kinh tế sẽ khủng khiếp như thế nào. Chính bởi vậy, các nhà khoa học cho rằng, đã đến lúc chúng ta cần xem xét một cách nghiêm túc về những mối đe dọa của thời tiết mặt trời tác động đến cuộc sống của con người. Đương nhiên, việc dự báo thời tiết mặt trời với công nghệ hiện nay là chưa thể, bởi vì chúng ta chưa đủ khả năng để tính toán được thời tiết không gian. Do đó, con người có thể chuẩn bị sẵn những kế hoạch ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại mà các cơn bão mặt trời gây ra. Nhưng đó là gì? Đặt nhiều hệ thống cáp biển ở vĩ độ thấp hay xây dựng những lá chắn từ trường khác để bảo vệ? Đó chắc chắn sẽ là một vấn đề không nhỏ cho các nhà quy hoạch trong tương lai. Chúng ta không thể dự đoán được thời điểm bão mặt trời xảy ra, nhưng khi nó xảy ra rồi, con người vẫn có thời gian khoảng 13 tiếng trước khi bão mặt trời đến trái đất. Và đó sẽ là khoảng thời gian quý báu để các nhà khoa học đưa ra những phương án ứng phó tốt nhất. Chính bởi vậy, việc quan sát và theo dõi hoạt động của mặt trời là một công việc hết sức quan trọng, giúp con người có thể hiểu hơn về cơn bão mặt trời để có thể dự báo chính xác về chúng. Mộc Tinh là hành tinh thứ 5 tính từ mặt trời và là hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời. Đây là một khối cầu khí khổng lồ. Khối lượng của nó được ước tính gấp khoảng 2,5 lần khối lượng của tất cả các hành tinh khác trong hệ mặt trời cộng lại. Do đó, Mộc Tinh luôn được coi là anh cả của hệ mặt trời. Mộc Tinh mất khoảng 11,86 năm trái đất để hoàn thành một chu kỳ quỹ đạo quanh mặt trời. Trong khi đó, nó mất khoảng 9 giờ 55 phút 30 giây để hoàn thành một vòng quay quanh trục. Chính bởi vậy, mặc dù đây là hành tinh lớn nhất của hệ mặt trời, nhưng nó cũng là hành tinh có tốc độ tự quay nhanh nhất. Vận tốc quay tại xích đạo của Mộc Tinh lên tới 12,6 km trên giây, tương đương khoảng 45.000 km trên giờ. Chính bởi vậy, đây được coi là một hành tinh khắc nghiệt bậc nhất trong hệ mặt trời. Trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến năm 2020 là khoảng thời gian Mộc Tinh có vị trí thích hợp nhất để các kính thiên văn quan sát vết đỏ lớn. Chính bởi vậy, NASA đã thực hiện hàng loạt quan sát vết đỏ lớn từ kính viễn vọng không gian Hubble trong khoảng thời gian này. Kết quả cho thấy một điều rất thú vị, đó là gió ở vòng ngoài của vết đỏ lớn đã tăng 8% vận tốc. Ở thời điểm hiện tại, các nhà khoa học thường đo được tốc độ gió ở vòng ngoài vượt qua mốc 100 m/s, tức lớn hơn 360 km/h.
Trong khi đó, khoảng một thập kỷ trước, vận tốc gió ở khu vực này chỉ khoảng 90 m trên giây, tương đương 324 km trên giờ. Điều này cho thấy, vận tốc gió ở khu vực vòng ngoài của vết đỏ lớn đang tăng tốc theo thời gian. Đây phải nói là vận tốc gió siêu khủng khiếp. Ở trên trái đất, dường như không có bất kỳ một cơn bão nào có thể đạt vận tốc gió như vậy. Bởi vì sức gió mạnh nhất ở trái đất có thể ghi nhận tới cấp 17, tức gió giật trên 220 km trên giờ. Con số này vẫn còn rất khiêm tốn so với sức gió 360 km trên giờ ở vòng ngoài vết đỏ lớn. Khi phát hiện ra sự tăng tốc độ gió ở vòng ngoài vết đỏ lớn, các nhà khoa học đã cố gắng tìm hiểu nguyên nhân đằng sau của sự việc này. Nhưng rất tiếc, kính viễn vọng không gian Hubble chỉ có thể quan sát được ở bên trên, nó không thể nhìn sâu vào cơn bão. Do đó, các nhà khoa học không biết điều gì đã khiến cơn gió tăng tốc theo thời gian. Các nhà khoa học đang trông chờ vào những dữ liệu từ tàu vũ trụ Juno của NASA khi nó được trang bị những công cụ nhìn sâu vào cơn bão nhằm lập bản đồ của cơn bão. Đây là con tàu vũ trụ đã được NASA phóng đi vào không gian năm 2009. Nó hiện tại vẫn đang hoạt động trên quỹ đạo của Mộc Tinh. Tất nhiên, trong quá trình hoạt động, thi thoảng Juno mới có cơ hội nhìn sâu vào cơn bão, bởi vì không phải lúc nào nó cũng tiếp cận được cơn bão. Do đó, các nhà khoa học cần tổng hợp thêm dữ liệu trong nhiều năm mới có thể đưa ra những lý giải phù hợp cho sự tăng tốc độ gió ở vòng ngoài. Không chỉ có sự thay đổi về tốc độ gió ở vòng ngoài, vết đỏ lớn cũng đang thu hẹp về kích thước theo thời gian. Theo báo cáo của phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực JPL của NASA cho biết, vết đỏ lớn của Mộc Tinh đang dần bị thu hẹp, nó có thể sẽ biến mất hoàn toàn trong 20 năm tới. Theo những dữ liệu thống kê cho thấy, hiện tại vết đỏ lớn đã thu hẹp khoảng 17 độ kể từ năm 1800. Ở thời điểm đó, vết đỏ lớn có kích thước vào khoảng 56.000 km, gấp khoảng 4 lần đường kính trái đất. Nhưng ở hiện tại, kích thước của nó chỉ gấp khoảng 1,3 lần đường kính của trái đất mà thôi. Do đó, sớm muộn nó sẽ biến mất trên Mộc Tinh. Đây có lẽ là một hệ quả tất yếu, sẽ không có một cơn bão nào có thể tồn tại mãi mãi. Theo tính toán của các nhà khoa học, vết đỏ lớn có thể đã tồn tại trên Mộc Tinh khoảng 350 năm. Tuy rằng ở thời điểm hiện tại, kích thước của nó đã bị thu hẹp, nhưng nó vẫn là cơn bão lớn nhất hệ mặt trời mà chúng ta có thể quan sát. Theo các nhà khoa học, hình bầu dục nằm ở tâm vết đỏ lớn quay ngược chiều kim đồng hồ với chu kỳ khoảng 6 ngày trái đất. Đám mây cao nhất trong cơn bão, nó cao hơn khoảng 8 km so với các đám mây ở vùng xung quanh. Nếu một ngày nào đó, vết đỏ lớn của Mộc Tinh biến mất, nhiều người tin rằng sẽ có vết đỏ lớn khác thay thế. Vào tháng 5 năm ngoái, một cơn bão mới lần đầu tiên được phát hiện trên Mộc Tinh bởi nhà thiên văn học nghiệp dư Clyde Foster. Cơn bão này nằm ngay sát bên dưới cơn bão khổng lồ vết đỏ lớn. Ngay sau khi phát hiện, nhằm tôn vinh người đầu tiên phát hiện ra nó, các nhà khoa học đã đặt tên của cơn bão là tên của nhà khoa học nghiệp dư Clyde Foster. Các bạn quan sát trên màn hình, đây là bức ảnh do nhà thiên văn học nghiệp dư chụp được. Ghi nhận ban đầu cho thấy, cơn bão này mới xuất hiện trên Mộc Tinh cách đây không lâu. Bởi vì trong những lần bay qua khu vực này, vào trước thời điểm tháng 5 năm 2020, tàu vũ trụ Juno không phát hiện ra cơn bão, do đó nó chắc chắn là cơn bão mới được hình thành. Ngay sau khi nhà thiên văn học nghiệp dư phát hiện ra cơn bão, Juno cũng đã chụp hình lại hình ảnh của cơn bão. Và đây là hình ảnh của Juno gửi về trái đất. Các nhà khoa học cho biết thêm, họ sẽ quan sát và nghiên cứu kỹ hơn về cơn bão mới này nhằm có thêm hiểu biết về những hoạt động của Mộc Tinh và có thể trả lời câu hỏi nếu vết đỏ lớn biến mất, có cơn bão nào đủ sức để thay thế nó hay không? Công bằng mà nói, trong các hành tinh trong hệ mặt trời, Mộc Tinh vẫn là một trong những hành tinh đáng được chú ý nhất. Với lực hấp dẫn siêu lớn của hành tinh khí nặng gấp 318 lần trái đất, Mộc Tinh trở thành tâm điểm thu hút các tiểu hành tinh, các thiên thạch lao về phía nó. Nhờ vậy mà các hành tinh phía bên trong như hỏa tinh, trái đất, kim tinh hay thủy tinh được an toàn hơn. Nhiều người cho rằng
Mộc Tinh là một người bảo vệ thầm lặng cho sự sống trên trái đất. Nhưng tất nhiên không phải ai cũng đồng tình với quan điểm đó. Vào đầu năm 2020, giáo sư tiến sĩ Kelvin Grazier, một nhà vật lý thiên văn danh tiếng đang giảng dạy tại nhiều trường đại học ở Mỹ, tiết lộ rằng Mộc Tinh không phải lúc nào cũng hút hết vật thể nguy hiểm về phía mình. Đôi khi chính lực hấp dẫn siêu lớn của nó làm các thiên thể chệch hướng và tăng tốc lao vào khu vực bên trong. Điều này có nghĩa trái đất và các hành tinh phía bên trong có thể có nguy cơ dính đạn. Chính vì vậy, tiến sĩ cho rằng gã vệ sĩ Mộc Tinh có một đời sống hai mặt. Một mặt nó là vệ sĩ của chúng ta, mặt còn lại nó vô tình tăng tốc các thiên thể và làm đổi hướng chúng lao về phía trái đất. Các nhà khoa học cũng đang xem xét thêm nhiều chi tiết để xem gã khổng lồ Mộc Tinh giúp chúng ta nhiều hơn hay là nó phá phách nhiều hơn. Chúng ta cùng chờ xem trong thời gian tới, các nhà khoa học sẽ công bố như thế nào về bản chất thực sự của Mộc Tinh. Xem nó có phải là người vệ sĩ thực thụ hay là một kẻ phá hoại. Còn việc phát hiện gió ở khu vực riêng ngoài vết đỏ lớn đang tăng tốc và kích thước của vết đỏ lớn đang co lại. Có lẽ đây là một điều tất yếu của tự nhiên. Hy vọng rằng nếu vết đỏ lớn biến mất, Mộc Tinh sẽ có một vết đỏ lớn khác thay thế, để mỗi khi chúng ta quan sát hành tinh lớn nhất hệ mặt trời, chúng ta lại được chiêm ngưỡng những cơn bão đặc trưng trên hành tinh khí khổng lồ. Cách đây 4,6 tỷ năm trước, khi mặt trời mới được hình thành, khi đó hệ mặt trời của chúng ta chỉ có một ngôi sao trẻ ở trung tâm, ngoài ra còn có một đĩa tiền hành tinh bao bọc xung quanh. Ở trong đĩa tiền hành tinh này, chúng tồn tại rất nhiều các thiên thạch, các tiểu hành tinh cổ đại, cũng như các tiểu hành tinh Trojan. Đây được cho là những vật thể nguyên thủy tạo ra các hành tinh như chúng ta thấy ngày nay. Sau khi các hành tinh được hình thành, các tiểu hành tinh Trojan vẫn tồn tại, chúng chủ yếu đã bị hành tinh khí khổng lồ Mộc Tinh bắt giữ. Do đó, các nhà khoa học tìm thấy rất nhiều các tiểu hành tinh Trojan ở khu vực quỹ đạo cân bằng của Mộc Tinh. Trong đó, một nhóm tiểu hành tinh Trojan đi trước, nó cách Mộc Tinh khoảng 60 độ. Còn lại một nhóm Trojan đi sau, nó cũng cách Mộc Tinh 60 độ. Tất cả các Trojan này dường như nằm trên trục quỹ đạo của Mộc Tinh. Nó cách mặt trời khoảng cách trung bình là 5,2 AU, tương tự như quỹ đạo Mộc Tinh. Cho đến nay, các nhà thiên văn đã tập hợp được khoảng 7.000 Trojan, nhưng con số thực tế của chúng sẽ cao hơn rất nhiều. Thậm chí dân số của chúng có thể sánh ngang với vành đai các tiểu hành tinh, nằm ở giữa quỹ đạo của Mộc Tinh và Hỏa Tinh. Vì được hình thành cùng thời điểm hình thành hệ mặt trời, nên các tiểu hành tinh Trojan được cho là nắm giữ những manh mối quan trọng trong lịch sử hình thành và phát triển hệ mặt trời. Nếu con người có thể giải mã được những manh mối đó, chúng ta sẽ có những chìa khóa quan trọng cho sự hình thành và phát triển của trái đất cũng như các hành tinh khác của hệ mặt trời. Để làm được điều đó, các nhà khoa học sẽ giao nhiệm vụ cho các tàu vũ trụ, và tàu vũ trụ Lucy của NASA là một con tàu tiên phong trong nhiệm vụ tiếp cận các tiểu hành tinh Trojan của Mộc Tinh. Con tàu vũ trụ được mang tên tổ tiên của loài người, đó là hóa thạch Lucy. Đây là hóa thạch cổ đại nhất của con người từng được phát hiện. Nó được ước tính có niên đại khoảng 3,2 triệu năm trước. Với sứ mệnh này, tàu vũ trụ Lucy sẽ cách mạng hóa kiến thức của chúng ta về nguồn gốc các hành tinh và sự hình thành của hệ mặt trời. Thậm chí nó có thể cho chúng ta biết về nguồn gốc của các vật liệu hữu cơ. Đó là những manh mối đầu tiên về sự sống trên trái đất. Cụ thể, NASA đã thiết kế nhiệm vụ tàu Lucy như sau. Về địa điểm bề mặt, Lucy sẽ lập bản đồ phân bố không gian, hình dạng, miệng núi lửa và tần số kích thước, xác định bản chất của cấu trúc và lớp vỏ, đồng thời xác định tuổi tương đối của các tiểu hành tinh Trojan. Lucy cũng sẽ lập bản đồ màu sắc, thành phần và đặc tính cường độ của bề mặt các tiểu hành tinh, tính toán sự phân bố các khoáng chất đất đá và các khoáng chất hữu cơ nếu có. Về nội thất bên trong tiểu hành tinh, Lucy sẽ xác định khối lượng và mật độ vật chất, đồng thời nghiên cứu thành phần dưới bề mặt thông qua các miệng núi lửa và những khe đứt gãy. Không những vậy, nó sẽ tìm kiếm các vệ tinh của các tiểu hành tinh Trojan nếu có. Theo kế hoạch,
tàu vũ trụ Lucy sẽ bắt đầu chuyến du hành vũ trụ của mình vào tháng 10 tới đây. Cụ thể, Lucy dự kiến sẽ phóng trên đỉnh tên lửa Atlas V từ trạm không gian Cape Canaveral ở Florida vào ngày 16 tháng 10 năm 2021. Nhiệm vụ của tàu vũ trụ sẽ kéo dài trong khoảng 12 năm, tức con tàu sẽ hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ đến năm 2033. Trong khoảng thời gian ấy, Lucy sẽ ghé thăm 7 tiểu hành tinh Chosen khác nhau và một tiểu hành tinh ở vành đai chính. Đây là mô tả đường đi của Lucy. Quỹ đạo phức tạp của nó sẽ đưa tàu vũ trụ ghé thăm cả hai cụm Chosen phía trước và phía sau của mộc tinh. Với quỹ đạo phức tạp và 8 điểm đến, Lucy trở thành sứ mệnh phá kỷ lục của NASA về điểm đến. Người đứng đầu sứ mệnh Lucy, ông Hav Levinson cho biết: "Chúng tôi đang đến thăm nhiều tiểu hành tinh hơn bất kỳ tàu vũ trụ nào khác trong lịch sử. Quả thực, không có sứ mệnh không gian nào khác trong lịch sử được thực hiện tới nhiều điểm như vậy. Lần đầu tiên, Lucy sẽ cho chúng ta thấy sự đa dạng của các thiên thể nguyên thủy, những viên gạch đầu tiên hình thành hệ mặt trời." Ông Levinson cũng tiết lộ một kỷ lục khác nữa về Lucy. Ông nói: "Chúng tôi sẽ đi xa mặt trời hơn bất kỳ tàu vũ trụ chạy bằng năng lượng mặt trời nào khác trong lịch sử. Điều này có nghĩa Lucy sẽ xô đổ kỷ lục của tàu vũ trụ Juno đã quay quanh sao Mộc kể từ tháng 7 năm 2016 để trở thành tàu vũ trụ chạy bằng năng lượng mặt trời đi xa mặt trời nhất trong lịch sử." Nhiệm vụ của Lucy sẽ đi đến 7 tiểu hành tinh Chosen và một tiểu hành tinh ở vành đai chính. Nhưng trước tiên, nó sẽ bay ngang qua trái đất 2 lần để mượn lực hấp dẫn trước khi bắt đầu hành trình tới các tiểu hành tinh. Dự kiến vào tháng 4 năm 2025, Lucy sẽ thực hiện chuyến bay qua tiểu hành tinh đầu tiên của mình. Tiểu hành tinh đó được định danh là 52246 Donald Johanson, hay còn được gọi là tiểu hành tinh 1981 EQ5. Đây là tiểu hành tinh đã được phát hiện vào năm 1981. Nó có đường kính khoảng 4 km. Sau khi tiếp cận tiểu hành tinh này, Lucy sẽ tiếp cận 4 tiểu hành tinh khác trong thời gian từ tháng 8 năm 2027 đến tháng 11 năm 2028. Sau đó, Lucy sẽ đi đến nhóm đường mòn, nơi nó sẽ chạm trán với 3 tảng đá không gian vào tháng 3 năm 2033. Theo kế hoạch, Lucy sẽ không nán lại bất kỳ mục tiêu tiểu hành tinh nào. Nó chỉ bay qua trong phạm vi 1.000 km tính từ bề mặt. Trong quá trình trinh thám của mình, Lucy luôn duy trì vận tốc từ 5 đến 8 km/giây, tương đương từ 18 đến 28.800 km/giờ. Vì vậy, các cuộc chạm trán sẽ diễn ra rất nhanh chóng. Những dữ liệu quan trọng sẽ được thu thập trước và sau vài giờ khi cuộc chạm trán gần nhất diễn ra. Lucy cũng được trang bị những máy ảnh và máy quang phổ khác nhau giúp việc thu thập dữ liệu diễn ra một cách hiệu quả nhất. Về mặt thiết kế, Lucy là tàu vũ trụ cao hơn 14 mét, nhưng hầu hết trong số chúng là hai tấm pin năng lượng mặt trời khổng lồ. Mỗi tấm có đường kính hơn 7 mét, cung cấp năng lượng cho tàu vũ trụ khi nó bay ra khỏi quỹ đạo của mộc tinh. Khối lượng tàu khi chưa tiếp nhiên liệu là 821 kg, khối lượng khi đã tiếp nhiên liệu vào khoảng 1.550 kg. Tàu liên lạc với trái đất thông qua hệ thống anten khuếch đại. Ngoài ra, nó được trang bị 4 công cụ hỗ trợ cho cuộc viễn thám. Đầu tiên là máy ảnh hiển thị màu và máy ảnh quang phổ hồng ngoại, cho phép tàu vũ trụ nhìn được đa phổ. Thứ hai là máy ảnh có độ phân giải cao. Nó có nhiệm vụ thu thập các hình ảnh chi tiết nhất về bề mặt của các tiểu hành tinh Chosen. Công cụ thứ ba là máy đo phổ phát xạ nhiệt. Máy quang phổ hồng ngoại này sẽ cho phép nhóm Lucy tìm hiểu thêm về các đặc tính của Chosen, cung cấp cho chúng ta về thành phần và cấu trúc của vật chất trên bề mặt các tiểu hành tinh. Ngoài ra, Lucy sẽ có thể sử dụng anten để xác định khối lượng của các mục tiêu bằng cách sử dụng sự dịch chuyển Doppler của tín hiệu vô tuyến. Lucy cũng có thể sử dụng máy ảnh theo dõi đầu cuối để chụp ảnh trường rộng của các tiểu hành tinh. Ông Laurie Glassy, người đứng đầu bộ phận khoa học hành tinh, cho biết: "NASA cam kết tài trợ cho dự án Lucy tổng số tiền là 981,1 triệu USD. Số tiền đó sẽ đưa Lucy đến hết nhiệm vụ chính vào năm 2033. Hiện tại,
tàu vũ trụ đã sẵn sàng để cất cánh. Những công đoạn cuối cùng đang được hoàn tất. Trong 2 tháng qua, nhóm kỹ sư đã kiểm tra lại các chức năng của Lucy, lắp đặt anten, đủ đầy nhiên liệu và chuẩn bị đóng gói nó vào một viên nang trước khi phóng. Giám đốc dự án Lucy cho biết, đã có rất nhiều công việc được thực hiện. Mùa hè năm nay trôi qua quá nhanh, thật khó tin là chúng tôi sắp ra mắt. Niềm háo hức mong chờ ấy không chỉ là cảm xúc của riêng ông, mà có lẽ với bất cứ ai tham gia sứ mệnh đều cảm thấy như vậy. Sau 6 năm gắn bó, ăn ngủ cùng với con tàu, giờ là lúc họ chuẩn bị nhìn thấy thành quả của mình cất cánh vào không gian, mang theo giấc mơ khám phá quá khứ xa xôi của hệ mặt trời. Lucy sẽ là cánh tay nối dài, là người nghệ sĩ nhảy múa xung quanh các tiểu hành tinh. Chúng ta cùng hy vọng Lucy sẽ bền bỉ trong 12 năm nhiệm vụ và cung cấp cho chúng ta nhiều những khám phá mới mẻ về những tiểu hành tinh cổ xưa của hệ mặt trời. Sở hữu một trạm vũ trụ của riêng mình bên ngoài không gian là điều bất cứ quốc gia nào cũng mơ ước. Nhưng để biến giấc mơ ấy trở thành hiện thực thì không phải quốc gia nào cũng làm được. Để có thể tự xây dựng và vận hành một trạm vũ trụ trong nhiều năm trên quỹ đạo trái đất, đầu tiên, quốc gia ấy phải có nền khoa học công nghệ không gian phát triển, kết hợp với những bộ óc tuyệt vời của các kỹ sư, những phi hành gia tài giỏi. Bên cạnh đó là tiềm lực kinh tế vững vàng. Minh chứng rõ nhất là trạm vũ trụ quốc tế ISS. Tính đến nay, ISS là công trình nhân tạo đồ sộ nhất mà con người từng vận hành bên ngoài không gian. Nó là kết quả của sự hợp tác đa quốc gia, dẫn đầu là cơ quan vũ trụ Mỹ, Nga, Nhật Bản, Canada và ESA của châu Âu. Nếu thiếu đi bất kỳ một tổ chức nào, việc vận hành ISS sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng sau nhiều năm hoạt động, ISS hiện đang xuống cấp, các thiết bị đã hết niên hạn sử dụng và thường xuyên xảy ra những tình huống khẩn cấp, cảnh báo nguy hiểm. Do đó, nhiều quốc gia đã có ý định xây dựng trạm vũ trụ của riêng mình nhằm thay thế cho ISS. Như các bạn đã biết, Trung Quốc không phải là quốc gia duy nhất có kế hoạch xây dựng một trạm vũ trụ của riêng mình. Nga, Mỹ cũng công bố kế hoạch tương tự, nhưng dự án mới chỉ nằm trên giấy. Còn đối với Trung Quốc, có vẻ họ đã nhanh chân hơn. Vào ngày 29 tháng 4 năm 2021, Trung Quốc đã phóng mô đun cốt lõi Thiên Hà của trạm vũ trụ Thiên Cung lên quỹ đạo, mở đường cho sứ mệnh xây dựng trạm vũ trụ của riêng mình. Một tháng sau đó, ngày 29 tháng 5, họ đã phóng tàu chở hàng Thiên Châu 2 lên trạm. Đến ngày 17 tháng 6, tàu Thần Châu 12 rời bệ phóng bằng tên lửa Trường Chinh 2F, đưa 3 phi hành gia đầu tiên lên sinh sống và làm việc trên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là bước đi lịch sử khi lần đầu tiên người Trung Quốc đưa người lên trạm vũ trụ do chính họ xây dựng. Các phi hành gia thực hiện sứ mệnh đó là Nhiếp Hải Thắng, 56 tuổi, Lưu Bá Minh, 54 tuổi và Thang Hồng Ba, 45 tuổi. Chuyến công tác đặc biệt của họ trên trạm kéo dài 3 tháng là sứ mệnh then chốt và là sứ mệnh có sự hiện diện của con người lâu nhất của Trung Quốc trong không gian kể từ trước tới nay. Sau 3 tháng làm việc trên trạm, mới đây vào ngày 16 tháng 9, 3 phi hành gia đã quay trở về trái đất. Họ đã có phi vụ hạ cánh ngoạn mục và hoành tráng. Để bắt đầu hành trình trở về, tàu vũ trụ tách khỏi mô đun lõi Thiên Hà vào lúc 7 giờ 56 phút ngày 16 tháng 9. Đây là tàu vũ trụ Thần Châu 12, con tàu đã đưa 3 phi hành gia lên trạm. Ở thời điểm tách khỏi trạm vũ trụ, tàu Thần Châu 12 cách trái đất khoảng 393 km, gần bằng khoảng cách của trạm vũ trụ quốc tế ISS. Sau khoảng hơn một ngày rời khỏi trạm, vào lúc 12 giờ 34 phút ngày 17 tháng 9 theo giờ Hà Nội, con tàu đã đáp xuống sa mạc Gobi, Nội Mông, Trung Quốc. Khi cách mặt đất 10 km, tàu vẫn đang di chuyển với vận tốc rất nhanh, khoảng 200m trên giây, tương đương 720 km trên giờ, nhanh gấp đôi những con tàu cao tốc nhanh nhất thế giới. Chính bởi vậy, việc giảm tốc của con tàu là hết sức khó khăn. Các nhà khoa học Trung Quốc phải sử dụng một chiếc dù phụ có nhiệm vụ làm giảm tốc độ con tàu từ 200m trên giây xuống còn 90m trên giây trước khi hệ thống dù chính được kích hoạt.
Đây là một chiếc dù khổng lồ dài khoảng 70 mét. Nó là thiết bị chính giúp tàu vũ trụ tiếp đất an toàn. Với diện tích khoảng 1.200 m2, nó có thể giúp tàu vũ trụ giảm tốc độ từ 90 m/s xuống còn 7 m/s trước khi tàu vũ trụ tiếp đất an toàn. Mặc dù vận tốc đã giảm đáng kể khi tiếp đất, nhưng khi chạm xuống bề mặt, con tàu vẫn xảy ra một vụ va chạm mạnh khiến cát bụi trên mặt đất bay mù mịt. Không những vậy, động cơ bên dưới còn bị bốc hỏa. Rất may mắn là đội mặt đất cùng các nhân viên y tế đã túc trực sẵn sàng hỗ trợ đưa 3 phi hành gia rời tàu vũ trụ an toàn. Đây là thời khắc lịch sử khi 3 phi hành gia của Trung Quốc bước ra từ tàu vũ trụ. Sức khỏe của họ vẫn tốt, họ còn vẫy tay chào và trả lời phỏng vấn truyền hình ngay sau khi hạ cánh. Nhiếp Hải Thắng, phi hành gia chỉ huy sứ mệnh, chia sẻ: "Tôi tin rằng với sự phát triển không ngừng về sức mạnh toàn diện của Trung Quốc, về trình độ khoa học công nghệ quốc gia, sẽ có thêm các phi hành gia lập nên những kỷ lục mới và đưa hoạt động của Trung Quốc trong lĩnh vực vũ trụ lên một tầm cao mới." Mặc dù rất nhớ gia đình và người thân, nhưng các phi hành gia sẽ phải cách ly y tế 14 ngày trước khi được phép trở về nhà, vì hệ miễn dịch của họ có thể đã suy yếu sau một thời gian dài hoạt động trên quỹ đạo. Điểm đặc biệt trong sứ mệnh trở về lần này là sự hỗ trợ của chiếc dù chính khổng lồ. Chiếc dù được thiết kế để tiết kiệm không gian và trọng lượng cho tàu vũ trụ. Bộ dù nặng gần 100 kg, đặt gọn trong một chiếc túi cỡ bằng 2 chiếc vali. Chất liệu dây dù nhẹ nhưng rất chắc chắn, có 96 dây dù như vậy. Tất cả các sợi dây được đóng gói cẩn thận để không bị rối, bởi vì chỉ cần một sai sót nhỏ, dù có thể không được bung ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phi vụ hạ cánh. Các kỹ sư của Trung Quốc cho biết, chiếc dù chỉ được sử dụng trong thời gian ngắn khi hạ cánh, nhưng các kỹ sư phải mất hàng thập kỷ để chế tạo ra nó. Trong thời gian hoạt động trên quỹ đạo, phi hành đoàn đã thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng. 3 phi hành gia đã thực hiện 2 chuyến đi bộ không gian để lắp đặt và kiểm tra các thiết bị trên trạm vũ trụ Thiên Cung, giúp mô đun Thiên Hà hoàn chỉnh hơn, sẵn sàng cho những chuyến ghé thăm trong tương lai. Ngày 4 tháng 7, chuyến đi bộ không gian đầu tiên hoàn thành sau 7 tiếng nhằm lắp đặt thiết bị bên ngoài trạm vũ trụ. Chuyến đi bộ không gian lần thứ 2 diễn ra vào ngày 20 tháng 8, trong khoảng 6 tiếng. Ngoài thời gian làm việc, họ cũng rèn luyện thân thể, tập thể dục, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh nhằm giảm ảnh hưởng của quá trình làm việc trong môi trường vi trọng lực. Trước khi tàu Thần Châu 12 tách khỏi mô đun Thiên Hà, các phi hành gia đã chuyển các dữ liệu thí nghiệm về trái đất. Một trong số chúng là những hình ảnh tuyệt đẹp khi ngắm trái đất từ trạm vũ trụ. Đây là khung cảnh ngoạn mục của hàng nghìn ánh sáng ở Bắc Phi được phi hành gia Thang Hồng Ba chụp vào ngày 30 tháng 7 năm 2021. Còn đây là hình ảnh một phần của Nam Phi cũng được anh chụp vào cuối tháng 8. Tiếp theo là hình ảnh khu vực bờ biển Peru. Nó là những bức hình quý giá sau chuyến công tác kéo dài 3 tháng trên quỹ đạo thấp của trái đất. Quả thật, sự phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc thời gian gần đây khiến người ta phải kinh ngạc. Ngay sau chuyến trở về của các phi hành gia thành công, vào lúc 14 giờ 10 phút ngày 20 tháng 9 năm 2021, Trung Quốc tiếp tục phóng tàu chở hàng Thiên Châu 3 lên trạm. Nó được phóng đi bằng tên lửa Trường Trinh 7. Tàu Thiên Châu 3 dài 10,6 mét, chở hàng nghìn kg vật tư, thiết bị khoa học và nhiên liệu đẩy tiếp tế cho trạm vũ trụ, giúp mô đun cốt lõi Thiên Hà sẵn sàng đón phi hành đoàn mới trong tương lai. Theo kế hoạch của Trung Quốc, họ sẽ tiếp tục đưa 3 phi hành gia khác lên trạm vũ trụ vào giữa tháng 10 tới. Họ cũng lên kế hoạch phóng thêm 2 mô đun lên không gian và ghép nối với Thiên Hà để tạo thành trạm 3 mô đun mang tên Thiên Cung. Theo quy hoạch xây dựng trạm không gian Thiên Cung của Trung Quốc, trong năm 2021 và năm 2022, nước này thực hiện 11 lần phóng tên lửa nhằm đưa mô đun lõi, tàu vũ trụ chở hàng và tàu vũ trụ có người lái vào không gian. Dự kiến đến năm 2022, Trung Quốc sẽ hoàn tất việc xây dựng và bắt đầu chính thức vận hành trạm vũ trụ Thiên Cung. Khi đó, trạm vũ trụ sẽ có khối lượng khoảng 100 tấn, có đủ không gian cho 3 nhà khoa học làm việc lâu dài ở trên trạm. Khi hoàn thành trạm sẽ có hình chữ T với 3 mô đun,
trong đó mô đun lõi Thiên Hà ở trung tâm. Nó có chiều dài là 16,6 m, đường kính 4,2 m, là nơi sinh sống chính của các phi hành gia. Ở hai bên là hai mô đun phòng thí nghiệm, giúp các nhà khoa học Trung Quốc thực hiện các nghiên cứu khoa học ở trên trạm. Với kích thước này, trạm vũ trụ Thiên Cung được đánh giá tương đương 20% trạm vũ trụ quốc tế ISS. Trung Quốc dự kiến sẽ khai thác trạm vũ trụ trong thời gian 15 năm. Trạm vũ trụ Thiên Cung sẽ hoạt động trên quỹ đạo thấp của trái đất. Nó cách bề mặt khoảng từ 340 đến 450 km. Nếu sau năm 2025, khi trạm vũ trụ quốc tế ISS ngừng hoạt động mà các tổ chức khác không xây dựng được trạm vũ trụ khác để thay thế, thì Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia duy nhất có trạm vũ trụ hoạt động trên quỹ đạo trái đất. Tất nhiên điều này là rất khó, bởi phía Nga cũng có ý định xây dựng trạm vũ trụ của riêng mình. Bên cạnh đó, Mỹ và các nước phương Tây, họ cũng đang trong quá trình xây dựng kế hoạch thay thế ISS. Chúng ta hãy cùng chờ xem các tổ chức sẽ thực hiện kế hoạch của mình như thế nào trong tương lai nhé! Mặc dù nhiều người trong số chúng ta không ưa gì Trung Quốc bởi các chính sách bành trướng của họ trong khu vực, nhưng về khoa học vũ trụ, nhìn nhận một cách công bằng mà nói, họ quả thực rất giỏi. Dù bạn có thể nói rằng công nghệ của họ là copy, sao chép, giống với của Nga hay của Mỹ, nhưng quả thực, để sao chép và làm được như vậy cũng không phải một việc đơn giản. Người ta có thể sao chép về ý tưởng, thiết kế, nhưng để bắt tay thực hiện và vận hành trơn tru thì quả thực là sao chép đỉnh cao. Một lần nữa xin chúc mừng Trung Quốc, chúc các sứ mệnh trong tương lai của họ sẽ thành công. Vậy là hôm nay, Tốt Thú Vị và các bạn đã cùng khám phá về chuyến hành trình trở về nhà của tàu vũ trụ Thần Châu 12, cũng như kế hoạch xây dựng trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Và bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Tốt Thú Vị đi khám phá các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn!